Đây nè cô chú ơi, chạy muốn quay nó để nó ăn nè. Chào cô chú đi. Mom, there's a potato skull. Nó hỏi cái này gọi là cái gì, con nói là đây là bánh bông lan. Mom, there's a potato skull. Bánh bông lan. Bánh bông lan. Con... bánh bông lan. Bánh bông lan. Gì đó? Bánh bông lan. Bông. Bông. Lan. À. Bánh bông lan. Bông bông lan. Trứng muối. Trứng muối. Hột gà. Hột gà. Trà bông. Trà bông. Ơi, xí muội. Xí muội. Cà na. Cà na. Hay dữ rồi ta. Con nói. Good. Con nói đi, hay dữ rồi ta. Con nhớ rồi. Trời ơi, nó tự động nó nói mẹ con muốn quay phim. Con hỏi con họ gặp hỏi quay phim vụ gì. Nó nói quay phim con ăn có được đời không? Ăn đẹp quá. Để mày đi lấy cho con cái chai nước mua suối mới của con nha. Let me better. Mày Nhung ơi. Mày Nhung. Đừng có nói đi con, mấy cái trái táo rồi nhà con Nhung thì đem qua nha. Ủa gì trái táo chút ép mà cũng ngon lắm à. Ủa chở đem từ hái từ bên nhà qua hay gì? Nó ngon để đem theo bỏ ăn. Thôi nó đừng xịt. Cô Nhung thử xịt cái đó là thơm không? Cái đó là cái spray mà có cái hiệu của Brazil, nó rất là thơm luôn á. Nó thơm hơn cái bát bà đi quất nhiều lắm nha. Thử đi biết. Thơm quá. Đó là dầu thơm của chay đó bà Nhung. Thơm quá. Cô chú ơi ngon lắm. Thơm mịt thơm. Cô chú thích chay nói tiếng Việt lắm, con nói tiếng Việt đi. Cô chú ơi. Cô chú đã từng ăn bánh bông lan chưa? Mới ăn cơ. Con đang ăn nè. Ăn nước mắm. Nói cái này ai mua con? Mẹ. Ai mua? Nước mắm mua. Ai mua? Ai mua? Ai là người trả tiền cho cái này? Who pay for this? No pay for this. No, who pay for this? No, mommy. You pay for it, but no. Đúng rồi, bà Nhung trả, đúng rồi. I told you to have apple. Trả bạch thần thì ghê. We buy to Disney, mommy. Đúng rồi, mua ở Disney. Đúng rồi. Hay quá. Bà Nhung mua gì nữa? Cái vỏ đâu rồi? Cái vỏ từ nãy hôm qua đâu rồi? Kêu mua vỏ đã gì không chơi thế không? Mẹ biết. Mày lấy đi. Đem ra đây. Wow. Cái vỏ đó. Thấy chưa? Trời cha, vỏ đem về chưa cắt mạt luôn mà vậy đâu chưa chơi luôn cái chứ bà. Cái vỏ này tính nghiên cứu cái vỏ này để làm gì đây? To put this on. Bỏ nó vô hả? Mhm. It won't spill more. Để nào để không có đổ, đúng rồi. Hay ghê. It's not spill the water. Let me show you. Để rồi, đây cho mẹ coi coi. How you put the water in? Rồi sao nữa? Để con làm cho mẹ coi là bỏ chai nước vô làm sao đó. Rồi sao nữa? Khát nước quá đưa ông hút lên uống luôn. Rồi sao nữa? Cái đó xa quá sao uống nổi. It's not gonna come. I just turned it off. Uống hết nước hả? Coi chừng đổ nước ở trong đó nha. Con đừng nó rút một hồi cái, bởi vì cái bộ phim nào ra cái đó cũng ra cái đó. Đó bởi vì nó sẽ bán được chứ. Thì cái chứ phim nào ra là ra y chang. Đánh nít là nó hút bạc luôn chứ. Mom, can you help me? Thì cái đánh nít là còn hút bạc không? I can't believe that you don't drink it off. I just don't believe it. You don't believe it? Rồi giờ đóng lại hay lấy ra? Dạ, lấy ra. Lấy ra. Lấy ra. Ra. Rờ. Rờ. Lấy ra. Lạ. Không có lá. Ai đâu lá. Kỳ ghê, tập cái chữ đó từ hồi bữa bên Cali tới giờ về chưa nói được nữa. Có nói được sáu rí chưa? Sáu rí chưa? Sáu. Bà sáu. Nói đi. Bà sáu. Rí. Rí. Không có rí. 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 Ra. Ra. Rồi. Watch out, lava. Lava. No, mom, this is lava. Okay. So, this lava.
Chơi ơi chơi. Đặc quá. Con nói mẹ ơi. Mẹ ơi. Lấy ra. Thôi mệt quá. Lấy ra mẹ. Đúng rồi, giùm con. Con. Dạ hai mấy ngày nay thấy hai ngày nay thấy là Nhiên Xuyên nói tiếng Việt nè. Biết sao các bà Dung là cả nhà qua nói tiếng Việt đâu nè. Bởi vậy bà Dung ở lại tháng là chơi nó tiếng Việt. Hả? Mấy đứa này tên gì mẹ có biết đâu? Duda. Tên gì? Duda. Duda hả? À. Hỏi dùng Duda mà. À kêu gọi là Duda ha. Chị ăn bánh gì hả chị? Ăn bánh gì vậy? Mày chị này mày nói bánh đây bánh gì? Bánh gì hả con? Bánh gì? Bánh lan. Bánh lan. Bánh lan. Ừ đúng rồi đúng rồi. Bánh bông lan. Bông bông lan. Đúng rồi. Hay gì? Giỏi quá. Mẹ lụm giùm con. Đứng đàng hoàng. Đứng đàng hoàng. Ow mommy. Xin lỗi xin lỗi. Don't push it in too much. À xin lỗi xin lỗi. Mày đẩy vô mạnh quá làm con đau phải không? Mà sao bữa nay có hứng quay video vậy? Tự động cho quay. Ờ. À, sao này? You why I'm the last dragon. I'm going to talk to you see mommy. Talk to look at her. Ừ. Chạy đi, cái cô gái đó, cái cô gái ở trong video clip đó là cổ là người, cổ là người lòng, cô mà lòng tiếng cô đó người Việt Nam đó, Vietnamese á. No mom, blah blah blah. Ờ, cổ là cái. It's the music, huh? Ừ. What's it? Cái người mà cái người ba, lộn phải, tự nhiên nói người ba. Cái người thân của cô trong video clip này là cái gì của cổ? Hả? No, all family. Ờ, whole family tên gì? Tên gì? Raya. Cái người mà bị tượng hóa đá để cứu Raya, người đó tên gì? That's Mary. No, tên gì cái người đó tên gì? What is that name? Hả? Cái người mà bị hóa đá để cứu Raya. The guy. What his name? Tên gì? That's the full figure, but he's a big guy. Let me show you. Big guy đâu nữa? Let me show you the last movie, okay? Okay. Mommy. Đâu, cái gì đâu, ai gì đâu, chỉ mày coi. Mommy, I'm done. You didn't push it for me. Let me show how fire. This fire, the last movie. Cô Dung tin là mới bấm vô Disney là nó tự bấm vô coi phim luôn. Mà nó nếu mà nói tới cái gì là nó tím ra y chang bộ phim luôn. Ai đâu chuyện gì đâu. Ờ cái no cái ông này nè, cái ông này nè. Không có lục lùi lại chút nữa, ông này tên gì? Sụp lùi lại đây nè, mày đang nói à mày biết con nói tới cái ông nào rồi nhưng mà mày đang nói tới cái ông này nè, tên gì? Cái ông này nè, đó. Ông này tên gì? Ba. À ba, đúng rồi, ông tên là ba. Rồi con nói thật đang con đang nói ai? Ba. Ba đúng rồi, ông tên ba. Push it into. Chơi. Rồi bây giờ con mua con nói cái ông mập này phải không? Đây nè, đây nè, con nói cái ông mập này phải không? Ông mập này nè. You're not the only one. Đúng không? Nó ông mập đó phải không? Tự động nó mở vô Disney nó coi hết á. Không thích cái tên nào nó mở vô coi đó. Yeah. Rõ biết đẩy lui biết thoát ra đồ biết mở tới khúc đầu có nhạc luôn đúng rồi tất cả mọi người đều ở đó đúng rồi đúng rồi đúng rồi có thúc thúc coi cho bà Nhung coi con thúc thúc coi thúc thúc bà Nhung ba không biết con thúc thúc là con nào luôn á cho bà Nhung ba coi lại lên nó lên á cho bà Nhung coi cái khúc con thúc thúc nha chờ nghe chưa last dragon cái con get the word. À cái con này là con khủng long cuối cùng mà nó cứu thế giới rồi bà Nhung thúc thúc sao chỉ bà Nhung ơi no mom look chờ ok chờ it should have been this. Yeah, mommy, okay? I'm just open. Cắn đi, cắn đi. But instead,
people being people. I just turned to the apple. Ăn đi. Look at his home. Ờ, ăn thấy rồi, ăn đi không? It turned like apple. We all became enemies. And the gem had to be hidden. But that's not how the world broke. That didn't truly happen until 500 years later. When I came to the story. So we gotta take it out? We just pull another one. Ngon ghê. Ngon ngon. You shouldn't eat it, mommy. Đâu rồi, đâu rồi. And he died. Ai? Snow White. Ai? Oh, Snow White ăn trái táo rồi chết. Đúng rồi. Đúng rồi. Công chúa Bạch Tuyết. Công chúa Bạch Tuyết ăn trái táo xong chết liền. Đúng rồi. Nhưng mà cái trái táo đó là cái trái táo đó là poison. Trái táo đó là trái táo độc. Bị bà phù thủy bỏ cái gì đó, cái thuốc độc vô trong đó. Spell, mom. He's a witch spell. Đúng rồi, là witch spell có nghĩa là lời nguyền đó, mọi dung. Nguyền một phù thủy đó, tự nhiên đang ăn trái táo với nói tới Snow White, không ai biết đường nào chụp nổi. Nghe gì cô Nhung? Nghe hộp á hả? Giấy cuộn hả? Đây, ủa hết rồi hả? Rồi đi lấy. Ghê. Xạo sự. Nãy con gọi điện thoại cho mẹ hả? Nãy con gọi điện thoại cho mẹ, con gọi cho ba luôn hả? Con gọi cho mẹ làm chi vậy? Rồi con gọi lộn người khác không? Bấm con gọi lộn mai con đưa mẹ điện thoại mẹ coi cái cần bấm gọi ai? Trời đất ơi, có con chay này. Bước xuống lộn mẹ lên. Để mẹ gắn cái case vô. Yeah, let's put the case in. Mẹ mua cái case khác. Paper case, mom. Hả? Paper case. Ok. Rồi nãy con bấm gọi lộn ai đây, mày coi con bấm gọi lộn ai đây. Xe chai nào đây. Đây coi bấm gọi lộn ai. Daddy, bà Nhung. Thôi. Nó bấm đây, nó gọi nó nói ai, nó gọi là 669-944 ai đâu bắt máy. Rồi nó đừng gọi nè, nó gọi nè, nó gọi quý mua hàng nè, chứ nó gọi ai nói chuyện ở trong cái máy ấy đó chứ vậy. Cái máy phụ. Cái máy phụ. Sao? Cái máy phụ. Bờ. No, I don't want my phụ. Trời. I want my phụ. Để đi muốn tắm ở nhà chứ muốn đi biển phải không? Ok. Vậy tắm ở nhà xong rồi đi shopping hay là đi shopping xong về tắm? What you want? Đi shopping xong rồi tắm. Rồi ok. Thôi, đi tắm thì mình phải đi tắm nữa. Rồi shopping xong rồi về cái đăng order luôn. Brighter. Jade, con có thích móng tay của dì này không? Con có muốn móng tay dài vậy không? Thôi đừng có ăn syrup nữa đi. No, I want syrup. To finish it. Chay với ăn thịt bực ghê thì cái chứ con này nè. Ăn clumsy. Mẹ cha ơi, ăn clumsy bắt trước ba đó đó. Like, ý là nó là clumsy có nghĩa là nó là nó hậu đậu á. Clumsy. Đủ thừa. Ai mua? Đâu có, mẹ đâu có trả tiền cho cái đó đâu. Cái người nào trả tiền phải nói rõ ràng cái người đó. Ai trả tiền? Mommy. Bậy à? No. Chị đi làm gì có tiền trả? I don't have tiền. Giúp ai không hết tiền. Ai không hết tiền? Không có con. Giỏi. Giúp đông hết tiền hả chay? Trong tay không tiền đời mấy ai thân.
đúng không chị? Những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh, bao đêm ngao ngán thường dài. Ngồi ăn cho mẹ đi chị. Nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ tôi biết tính làm sao. Trời ơi, ông trời ngoài. It's my choice, mom. Hả? It's my choice. Thôi đâu? It's here. Thế hả? Ông trời ngoài mặt làm ngơ. Ít thôi con, ít thôi, just a little bit. Enough for you to eat. Ít thôi nha. Rồi, ok, ok, đúng rồi, giỏi. Đúng rồi, giỏi. Ôi trời ơi, giỏi ghê cho cô chú, không bị đổ luôn kìa. Đổ xí vô trong đây cho nó thôi hả? Dũa gì bằng dũa dữ rè. Ông trời ngoài mặt làm ngơ, vì đời không giống trong. Chấm phân pha với syrup hả con? Kiếp người phần số riêng ai. Ăn cho cô chú coi đi. Nói cô chú ơi, con ăn đâu. It's not wasted. Đúng rồi, như vậy là mình không có bị cái gì wasted. Có nghĩa là tiếng Việt là gì ta? Là, wasted. Mình vừa chấm vừa ăn như vậy nó sẽ không có bị lãng phí. Con nói đi, lãng phí. Let's open it. Nói phí lãng. Mom, can you open it for me? Mẹ mở thằng con. Oh yeah. Ôi, ăn non đê. Ăn non đê. Nãy con ngủ gì con không thấy mẹ hả? Con biết mẹ với bà Nhung với ông Lũi đâu không? Đi vườn trái cây, đi cái chỗ mà hồi bữa bà ngoại năm vô cô quá trời trái nhãn luôn á. Con nhớ con thích ăn nhãn không? Đi mua quá trời nhãn luôn. Mua cả cái. You know I love toys, mom. Hả? You know I love toys. Mẹ biết là con thích đồ chơi mà. Rồi sao? Because I would change the toys, buy me a big castle of Teddy Bear. Vậy luôn hả? Con nằm mơ hả? Nằm mơ hồi nào? Castle. Make a castle. Nó nói là hồi tối này nó nằm mơ nó thấy mẹ nó mua cho nó hả một cái tòa lâu đài với lại cái đồ makeup đồ bự luôn á trời ha. Với lại có một con Teddy Bear thì Teddy Bear bự luôn hả. Trời ơi, nó mơ toàn là thấy đồ chơi không hay thiệt. Cuộc đời tôi muốn mơ nhìn thấy đồ chơi mà tôi không thấy. Ta ơi, ở đằng cái chỗ ở trên cái coffee cabinet á. Hay ghê luôn, nó mơ thấy đồ chơi, mua nó đồ chơi bự luôn, quá dữ luôn. Mà cuối cùng có giấc mơ có thành sự thật không? Không thành sự thật hả? Bởi vì giấc mơ chỉ là giấc mơ. Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ thương anh vô cùng. Tao đập bây giờ. Ước sao mình được bên nhau đêm nay. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Ly mới mua Disney đó cô chú. Ly này nè, đó, ly này nó bán là cỡ chừng 13 đô cái ly này nè. Là cỡ chừng 250 ngàn cái ly. What is Badoji? Em mơ về nơi xa xăm ta sống. Are you just a little bit churro? No. Okay. Like it. Want some chicken? Dip in this one. Dip in this. The same time nha. You gotta do it at the same time. Nó no, nói gì đi dip thử vô syrup ăn thử có ngon không á. Gà chiên mà dip syrup á. Cũng khi ngon lắm á. Vừa ngọt ngọt đúng. Jade is funny. Got some little bit of syrup in her. Nãy nó ngủ vậy đó, đi kiếm đi hả? Thôi nãy đi kêu nó dậy rồi. Ủa đi kêu dậy hả? Không, đi vô đi coi nó có dậy không á. Xong rồi nó giật mình dậy. Nó còn buồn ngủ á, nó đứng dậy á. Nên chỉ vô xuống bờn thôi, nó đang nằm trên mền á. Nó lạnh á, chỉ nó xuống mền á. Lạnh trên mền. Nó ngủ được trong tiếng nữa.
Ông ngủ tiếng nữa hả? Wow. Đi vô này một. Sốc. Là ngủ tới 12 giờ luôn. À. Mình cứ ta. Một chị Ngọc biết mà, chị Ngọc biết thế nào 12 giờ nó. Tối là tự động mở quạt lên á. Mở quạt lên nó ngủ, phải có quạt nó mới ngủ được. Mommy, slow down, mommy. Cái gì slow down? Mommy, it stopped, mommy, and I couldn't get. À, cái quạt sáng nay mẹ tắt á. No, I won't. À, con muốn mở quạt lên hả? Mẹ sợ con lạnh, mẹ đi, mẹ tắt cái quạt đi. Đó. À không, mốt mẹ không làm gì nữa, ok. Mẹ không biết, con chỉ cần nói với mẹ thôi. Nói mẹ ơi, mốt con muốn quạt, mẹ đừng có tắt quạt nha mẹ. Đơn giản như vậy thôi là mẹ sẽ không bao giờ làm. Mom, that's not funny. I know it's not funny. It was an accident. Ok. Được đời không? Không phải được đời không? Làm gì vậy? Gì vậy? Trời ơi trời. À, nó ngồi đó, có được đời nó không? Không hay nhi nhập hả chay? Giờ không hay nhi nhập à? Chúc đi mo. Trời ơi, chúc đi mo là bữa giờ không có đi mo, chúc đi mo là xài tiền nữa. Trời ơi. Wow, it's like an outlet. That is, it has like a lot of good stuff. And I know I will spend some money. Chị Ngọc có thai, chị Ngọc đừng có đi. Đi ra đi là phải mua. Tùy gì chứ không. Ở trong đó có tiệm Lego, tiệm Lego rất là bự, buổi chạy vô chạy mua nguyên một cái nhà Lego của Princess luôn. Chút nữa vô mua đôi giúp. Oh, Nini, oh my god, you know what? Adidas ZZ slime? Easy slime. Oh my god, let me show you. It's from Kanye West. Oh, Yeezy. Yeezy. Easy. Yeah, I was like, easy. Like, look, I don't understand about this. So they send me on the website in order for you to order it. You have to join in a participate. Watch, let me show you. Here, I installed the app. So they say that it's going to be in 36 minutes. What does it mean? That it's going to sell in 36 minutes? Yeah, it's going to be on sale in 36 minutes. Ooh. Right? Mm-hmm. So you have to like sit on the website and you have to wait. Okay. Yeah. Ooh! Yeah, like, it's water. Nếu mà không ngồi lên nó bán hết luôn á. Bây giờ nó biết bao nhiêu người ngồi đợi. Bởi vì chị Ngọc đang canh giờ. Ta canh giờ cái vô tâm. Ta chỉ có khoảng 30 phút nữa là tới 2 giờ rưỡi đúng không? Bây giờ 36 phút. Đúng rồi là đúng là 2 giờ rưỡi là nó bán á. Mà nếu mà 2 rưỡi mình không lên là hết hàng đó. Để căng mà. Mấy cái nó khó tại vì người ta they have bots, like they have robots, people have like robots and robots. Yeah, they bought it out. No, like not like bot, like buy, like a robot that like does it for them. It's not like a robot, but it's like an online bot that goes on there and like clicks everything super fast. It goes through everything super fast. Mm-hmm. So then it checks up for them. They just like click like a button. Yeah, so I know it's gonna be like.